là còn cặp kính zin, thì hai cái zin kính với lại hai cái chìa khóa zin anh em đang mua thì sẽ bàn giao đủ. Kawasaki Z1000 hải quan chính ngạch, biển số thành phố, bao sang tên, một đời chủ, hai đời chủ chứ. Giá là 265 triệu bao rút hồ sơ. Anh em yêu mến vui lòng liên hệ số điện thoại 0981770787. Em tên Trương. Xe còn đẹp lắm. Xe này là đời 2015 ABS. Anh em nhớ subscribe kênh của em để xem nhiều xe hơn nha. Và sau đây là hình chi tiết của con xe Z1000. Anh em cùng xem. Đây là hình em ngồi trên xe, rất phù hợp cho anh em có chiều cao 1m65. Thì anh em có yêu mến vui lòng liên hệ em số điện thoại 0981770787. Em tên Trương, xem xe tại Sài Gòn. Giá bán là 265 triệu bao rút hồ sơ gốc. Xe là hiện tại là biển số thành phố Hồ Chí Minh. Order zin là 15.053 km.